Tập 19. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra nhanh lên. Bắt hắn mau. Chạy đi, chạy đi. Đứng lại đó. Bắt hắn. Đứng lại đó, tránh ra. Bắt sống. Đứng im. Chị Ngô, ai giống đảng Cộng sản hơn? Không có. Họ đều là quốc dân đảng mà. Đội trưởng Tàu, chị là chú Bảy. Trước khi chính thức xác định thân phận, không được lộ tin ra ngoài. Đưa đi. Là người làm của Cao Phủ. Bối cảnh thân phận của chị Ngô đã rõ ràng. Lúc đó Tào Thuận và Mã Ngũ đích thân thẩm vấn, đều khớp cả. Nhưng còn việc cô ta có phải chú Bảy hay không thì phải gửi tài liệu của cô ta về lại Chiên An thì mới xác thực ra rõ được. Đi đi về về phải mất mấy ngày. Tôi sợ trong lúc đó sẽ có biến động. Hồi tôi đi săn, chỉ cần bắt được con dê đầu đàn thì con sẽ tự động chạy tới. Tôi nghĩ chúng ta có thể tung tin chú Bảy bị bắt ra. Chỉ cần có người dám cứu, không cần biết hắn có thân phận gì, cũng đều không thể vô can với Cộng sản. Nếu tung tin ra thì tớp đầu tiên tới chắc chắn là bọn khốn của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Đô thị. Vậy thì bảo là đảng Cộng sản hết sao? Đặc phái viên bên Nam Kinh gọi tới. Alo, đã trông chừng kỹ người rồi, chị anh căn dặn phương thức thẩm vấn. Cậu làm việc rất cẩn thận, tốt lắm. Không thể lặp lại như vụ Đổng Tiến lần trước nữa. Điều đó với đảng quốc và tôi đều là tổn thất nặng nề. Cậu vừa nói lúc chú Bảy bị bắt, khí chất không tầm thường sao? Tác phong toát lên vẻ tiểu thư danh giá. Chắc chắn không giống người của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Đô thị. Cho nên tôi nghĩ thân phận cải trang lúc bình thường và thân phận thật của cô ta sẽ trái ngược nhau. Tôi muốn xin tổng bộ chi diện ra xem nội bộ có ai biết người này hay không, hoặc là xem thử phía Diên An ra được thân phận của người này hay không. Trong cục đông người phức tạp nên trưng dụng tòa nhà trắng, dùng để mời nhân vật lớn như chú Bảy của đảng ngầm tới làm khách. Tôi thấy là phù hợp.
Cô Ngô. Cô Ngô. Chuyện gì vậy lão phu nhân? Tôi muốn uống nước. Dạ lão phu nhân. Cô Ngô đâu? Lão phu nhân đừng nóng vội. Chị Ngô đi chợ rồi, sẽ về ngay thôi. Nào, bà uống nước đi. Ông mau cho người đi tìm đi. Tôi đã bảo rồi, chị Ngô chỉ là đi chợ thôi, sẽ về trước giờ cơm tối. Lúc này không thấy đâu, chắc là đi mệt thôi, đang nghỉ chân trong quán trà nào đó. Bà cứ cuốn lên như vậy, bảo tôi lệnh như tôi sai lính đi khắp nơi tìm một người đàn bà cho bà, không sợ người ta cười vô mặt sao? Dì Ngô chưa bao giờ đi chợ lâu như vậy, chắc chắn là có chuyện rồi. Lỡ đâu lại bị bắt như lần trước, tôi thấy ông sẽ thành trò cười đó. Bây giờ lão phu nhân không thấy chị Ngô đang rất không vui, làm sao đây? Con trai như ông tự đi hầu đi. Suy nghĩ của đàn bà. Dân Phi, anh tốn hết mấy ngày để đi với em rồi, anh còn không về đi làm thì họ sẽ kiếm chuyện cho anh đó. Không sao đâu, mỗi sáng anh qua trình diện là xong. Bọn họ dạo này đang làm việc vô nhân đạo, chả rảnh quan tâm tới mình đâu. Nhưng mà khi nãy anh gặp Tào Thuận, anh thấy hơi lạ đó. Triệu Dân Phi, hình như là anh có quan hệ rất tốt với nhà họ Cao. Em nói coi, anh ta đang moi tin của anh, muốn hại nhà chú Cao phải không? Tào Thuận khác với Mã Ngũ. Anh và nhà họ Cao chả có thù hận gì với anh ta. Trong cuộc phe phái phức tạp, vẫn chưa thấy anh ta về phe nào hoặc là lấy lòng ai. Nhưng mà sau vài lần biến động, anh ta thay thế Mã Ngũ vẫn bước đi lên. Ý của em, thực ra Tào Thuận rất thông minh, nhưng cứ giả vờ heo ăn thịt hổ. Anh ta không phải thông minh, chỉ là may mắn thôi. Tào Thuận xuất thân là thợ săn, tránh nguy hiểm bằng bản năng. Quan hệ của anh và nhà họ Cao trong cục ai cũng biết. Anh ta không cần hỏi thêm đâu. Chắc chắn anh ta đang nghĩ không ra chuyện gì. Ngọc Đình, tới nhà chú Cao với anh đi. Lần trước Đổng Hỷ chơi khổ nhục ghế, làm liên lụy chị Ngô, sau đó vẫn thả chị Ngô ra đó thôi, chứng tỏ là không có vấn đề gì. Bà không thấy Mã Ngũ cũng mất tâm rồi sao? Trong chuyện đó mơ hồ vô cùng, bà không có hiểu đâu. Chú Cao, sao vậy? Chị Ngô lại mất tích sao? Không có gì, không có gì đâu. Thím với bà của cháu sốt ruột thôi. Tư lệnh, cục bảo mật cho người tới báo, lại bắt chị Ngô về phối hợp điều tra vụ án chú Bảy. Họ dám thật sao? Tưởng ông đây hiền lắm hay sao chứ? Tư lệnh, xin bớt giận, nghe tôi nói hết. Lần này họ tới đem quà xin lỗi, nói là mời chị Ngô đi qua đó một chuyến, được xếp chỗ ở trong tòa nhà trắng, tuyệt đối không bạc đãi. Chờ mấy ngày nữa hỏi rõ, tên họ Trình ở cục bảo mật sẽ đích thân đưa người về. Theo tôi, ngài đừng nên lo lắng, mình chờ thêm đi. Tôi chờ xem bọn chúng quỳ xuống, đưa người về đây cho ông. Tiểu Lan, gọi Linh Linh ra đây ăn cơm đi. Linh Linh đâu? Linh Linh không được khỏe, nó nói bị đau bụng, cho nên mới cho nó uống thuốc, nó ngủ rồi. Sốt sao? Không có sốt, tôi đã sợ thử rồi. Vậy có cần không? Sao, để nó ngủ đi, chúng ta ăn cơm thôi. Mọi người có phát hiện không, mấy bữa nay chị Ngô không có tới tiệm của mình. Khách lớn ở tiệm mình chủ yếu là nhà họ Cao. Đóng hàng chị Ngô mua một ngày bằng doanh số hai ngày mình bán. Bữa tôi ra chợ mua đồ cũng thường gặp chị Ngô, nhưng mà mấy ngày nay hoàn toàn không thấy chị ấy. Lạ thiệt đó, có chuyện gì không? Hai người ăn thì cứ lo ăn đi. Đoán mò chị Ngô có tới hay không làm cái gì chứ. Lỡ như chị ấy không khỏe thì sao? Có đúng không? Ăn nhanh đi. Quý viên trưởng và cục trưởng Trịnh đều rất xem trọng vụ án này. Chỉ cần người này mở miệng ra thì tổ chức ngầm của đảng Cộng sản ở Trùng Khánh sẽ không khó phá. Lúc trước bắt chị Ngô về, Mã Ngũ cũng đã dò xét. Đúng thực là chị ta không biết chữ,
Lẽ nào chúng ta còn phải dùng cực hình? Cục tướng Trịnh gọi tới căn dặn, không thể dùng cực hình nữa. Sự việc đáng tiếc của Động Tiến không thể tái diễn. Nếu như 303 đó không chết thì tốt rồi. Nếu lúc đó tôi có mặt thì sẽ không để người chết như vậy. Trước khi chính thức tra rõ thân phận cô ta thì cứ hầu hạ cô ta tốt mấy ngày trước. Ngủ rồi sao? Không sao, để tôi. Được. Mẹ ơi. Mẹ. Để tôi. Mẹ ơi. Linh Linh. Ngoan. Linh Linh. Ngủ ngoan đi con. Ngủ ngoan đi. Con bé mất mẹ từ nhỏ, cho nên buổi tối thường như vậy. Linh Linh ngoan nha. Ngủ đi con. Tiểu Lý, Tiểu Lý. Ông chú Dương, nào nào đồ đây. Anh tự giao hàng luôn sao? Hôm nay trụ tử không được khỏe, nên tôi đành đi một chuyến. Với lại mọi người luôn ủng hộ tiệm của tôi, tôi tự giao hàng tới cũng phải phép thôi. Phải. Sao vậy? Chị Ngô lại bệnh sao? Đừng có nhắc nữa, chị Ngô cũng xui lắm. Lại bị người của cục bảo mật mời về điều tra vụ án rồi. Hôm qua tới giờ chưa về nữa. Cái cục bảo mật này, có là cục bảo mật thì cũng phải nể mặt Cao Tư Lệnh chứ, có phải hay không? Phải đó. Được rồi, cậu vào đi. Tôi về đây. Chào ông chú Dương nha. Trần Tướng Quân, mời Trần Tướng Quân vào. Trưởng quan Trần, mời vào trong. Cao Tư Lệnh, tới rồi sao? Phó quan Chu, dạ. Kêu má Tống mới tới làm vài món. Tối nay tôi và Trần Tướng Quân uống rượu. Dạ, đi ngay. Ngồi đi. Lại sao nữa vậy? Nhà lại có chuyện. Chuyện chị Ngô phải không? Lần trước anh không so đo với họ, giờ thì hay rồi, ức hiếp tới nhà của mình luôn. Tôi cũng muốn nhịn đâu, nhưng lần này người ta lại nói năng khách sáo, lịch sự biết bao. Nói là mời đi hỗ trợ phá án, chiêu đãi đồ ăn thức uống ngon, cho ở trong tòa nhà trắng. Giống tôi định gây với họ đó, nhưng mà tôi lại bị chặn họng rồi. Tôi có miệng mà không nói được. Tôi chỉ e là chị Ngô phải chịu khổ một thời gian. Cứ xem đã. Nếu 3 ngày mà không thả người, tôi sẽ cử lính bao vây, đưa 2 người ở chỗ của anh tới đội hiến binh. Anh coi, họ không nghi anh mà được sao? Tôi thường tới nhà của anh, nói không chừng là cũng nghi ngờ tôi luôn đó. Mấy bữa trước ông già đó nói muốn điều tôi qua Nam Kinh, nhưng chờ hoài cũng không có ai tới đây thay tôi. Phương án tác chiến lớn cũng không dùng tôi, rõ là đề phòng tôi còn gì. Không dùng cũng tốt, cho khỏe cái thân. Ông già đó nghi thần nghi quỷ, muốn đánh cộng sản, lôi kéo người này lật đổ người kia, sớm muộn gì cũng có ngày tiêu đời. Anh Cao ơi là anh Cao, câu này nói trong nhà thôi nha, coi chừng rước quả sát thần đó. Giết thì giết chứ, kháng chiến bao năm đánh người Nhật, không nghĩ tới chuyện sống được tới ngày hôm nay. Bây giờ người Trung Quốc đánh nhau, đánh tới đánh lui vẫn là người dân chịu tai ương. Đúng, hôm qua ra đường thấy lại có xe bò đem xác người chết đói ra ngoại ô. Ngày nào cũng có nhiều người chết đói. Chính phủ ngó lơ sự sống chết của người dân, mà còn gọi là chính phủ quốc dân cái gì? Điều này đảng cộng sản này làm tốt, đòi hỏi lợi ích cho người nghèo khổ. Tất nhiên dân phải ủng hộ họ rồi. Nói gì thì nói, mình là người có lương tâm, còn làm gì có lợi cho dân, vậy thì sống mới có ý nghĩa chứ, phải không? Anh nghĩ đi. Đặc phái viên, anh yên tâm đi. Thực ra thân phận cô ta bên Nam Kinh đã tra rõ rồi. Người của tôi chắc cũng ra sân bay đón được chuyên viên hộ tống tài liệu. Mình chờ thêm đi. Cao Tư Lệnh,
Thứ cho tôi không đón từ xa, mời ngồi. Đặc phái viên Trình, cứ bắt giữ người của nhà họ Cao tư lệnh chúng tôi, vậy thì không hay đâu. Nay tôi tìm anh là để đòi người. Lần trước các người bắt quản gia Đổng của chúng tôi, sống không thấy người, chết thì không thấy xác. Ngày hôm trước lại bắt chị Ngô trong phủ của tôi. Giải thích đi chứ. Cao tư lệnh, tôi là Tào Thuận, đội trưởng đội hành động. Trùng hợp vụ án này tôi cũng có biết. Đội hành động chúng tôi không bắt người vô cớ. Chuyện Đổng quản gia là ngoài ý muốn. Anh ấy là đặc công thiếu tướng cục bảo mật, nhiệm vụ âm thầm bảo vệ an toàn cho ông. Nhưng mà anh ấy đã tra rõ, bên cạnh ông quả thực là có phần tử cộng sản, chỉ là không có chứng cứ. Còn chị Ngô, tôi xin đảm bảo chúng tôi không hề động vào chị ấy. Chúng tôi mời chị Ngô tới để điều tra vài chuyện. Nếu tra rõ chị ấy vô tội thật, tôi nhất định cung kính đưa chị ấy về cho ông. Đứng lại đó. Hôm nay không lấy được người tôi cần thì không ai được ra khỏi cánh cửa này. Cao tư lệnh muốn lấy kiếm quỹ viên trưởng tặng để phản đối quỹ viên trưởng hay sao? Không nghe thấy lời của tư lệnh sao? Không ai được ra khỏi đây. Đứng lại đó. Dân Phi, đừng có kích động. Chuyện chị Ngô chắc như đinh đóng cột rồi. Anh biết, nhưng chị Ngô tới nhà họ Cao 3 năm, dốc lòng chăm sóc lão phu nhân như vậy, lại yêu thương anh. Cho dù chị ấy có thân phận gì thì anh cũng không bỏ chị ấy. Chú Cao cũng sẽ không. Quay về. Đặc phái viên Trình, tài liệu cục trưởng Trịnh sai tôi đem tới. Chị Ngô, tên thật là Trịnh Quần, được đảng ngầm Viên An cắt cử tới nằm dùng ở phủ Cao Đại Phúc, có biệt hiệu là chú Bảy. Cô ta không mù chữ, là du học sinh Pháp. Cô ta không những thông thạo tiếng Trung mà còn rành cả tiếng Pháp. Trịnh Quần xuất thân là con nhà võ, cha cô ta là chiến tướng dưới trướng Bạch Sùng Hy, Trịnh Vạn An. Mà cô ta là con gái Trịnh Vạn An, Trịnh đại tiểu thư. Năm Trịnh Quần 17 tuổi đã theo anh trai Trịnh Bân đi du học Pháp. Giờ Trịnh Bân là tham mưu cấp cao Sở Tham mưu Chính phủ Quốc dân, được quỹ viên trưởng cực kỳ tán thưởng. Thân phận của Trịnh Quần được xác minh nhanh như vậy là do phía Nam Kinh khi nhận ảnh nghi phạm, vừa hay trong cục có bạn học của cô ta ở Pháp, cho nên mới nhận diện được. Cục phó Mao chỉ thị, tối qua quỹ viên trưởng nghe cục trưởng Trịnh báo lại, vô cùng xem trọng vụ án này, lệnh cho ngài phải tra xét tới cùng. Báo cáo xong. Mời Cao tư lệnh xem qua. Đưa người đi. Chắc là phải để quỹ viên trưởng đích thân hạ lệnh. Không phiền thì Cao tư lệnh đem theo kiếm tự tới Nam Kinh một chuyến đi. Trịnh tướng quân vốn là cấp trên của Cao tư lệnh, còn cứu anh một mạng. Hai người đã kết bái huynh đệ, có chuyện này không? Xem cho kỹ, từ nhỏ tới lớn có gì sai sót không? Tư lệnh, mau gọi người đưa tư lệnh đi viện. Nhanh lên. Đứng lại đó. Đi. Đặc công thiếu tướng cục bảo mật, gián điệp đảng cộng sản đều chạy tới nhà họ Cao Đại Phúc này. Rốt cuộc thì tôi đã dính phải giận xui gì vậy chứ? Làm sao vậy? Không đòi được sao? Người thì không đòi được rồi. Đổng Hỷ là người của cục bảo mật, cũng đã chết rồi. Chị Ngô đúng là đảng cộng sản. Sao có thể chứ? Đổng Hỷ thì tôi mặc kệ, nhưng chị Ngô là người tôi mua từ tay kẻ buôn người ở dưới quê lên. Sao chị ấy lại là đảng cộng sản chứ? Ông nói coi, chị Ngô đó tận tâm với lão phu nhân như vậy,
săn sóc từng ly từng tí, đâu có giống người làm bình thường. Rõ ràng là cô ấy xem lão phu nhân như là người trong nhà rồi. Đừng có suốt ngày lão phu nhân. Sửa lại đi, gọi bằng mẹ đi có được không? Thì mẹ, sau khi mẹ biết chị Ngô là tiểu quần thì khóc chết đi sống lại luôn đó. Trịnh Vạn An đã cứu ông một mạng, đó là ân nhân của ông, cũng là ân nhân của cả nhà mình. Nếu như chị Ngô này là con gái của anh Trịnh thật, vậy thì nếu như xét về lý thì mình phải cứu nó có đúng không? Phu nhân nói rất có lý, nhất định phải cứu. Thực ra đảng cái gì đó của mấy ông tôi không có hiểu gì hết. Tôi chỉ là cảm thấy người có tình có nghĩa như là tiểu quần lại gia nhập đảng này. Nếu như đảng này tụ hội được một đám người có tình có nghĩa, như vậy thì là đảng tốt rồi còn gì. Dân Phi, anh chú Cao sao rồi? Khắp nơi đều đặt trạm kiểm tra. Lúc chúng tôi vào viện thì mọi người đã đi rồi, vừa uống thuốc đã ngủ rồi. Vậy thôi, hôm khác tôi ghé thăm. Phải rồi, chuyện chi Ngô là sao vậy? Các cục bảo mật Trùng Khánh đều bưng bít, không tiết lộ thông tin gì hết. Vậy chuyện này cậu phải chuẩn bị tâm lý. Tại sao? Chị Ngô chính là chú Bảy, cũng là con gái của Trịnh Vạn An tướng quân, Trịnh Quần. Nội tâm Trần Kim lo lắng bất an. Trịnh Quần là người liên lạc duy nhất của anh. Đồng chí Trịnh Quần bị bắt khiến anh mất liên lạc với tổ chức đảng. Do đặc vụ đảng quốc dân nằm vùng trong đội quân mình, gửi điện báo mật tới Trùng Khánh, khiến cho đồng chí Trịnh Quần, biệt hiệu là chú Bảy, bị bắt. Đồng chí biệt hiệu 303 tới liên lạc cũng hy sinh anh dũng. Bây giờ đội du kích đang toàn lực tổ chức giải cứu đồng chí Trịnh Quần. Chủ tịch đã nói từ lâu, công tác tình báo, trong địch có ta, trong ta có địch, không được khinh địch. Tiếp tục khẩn trương với công tác thanh trừng nội bộ, phải lôi tên nội gián đó ra. Vậy bên Trùng Khánh có tìm người thay thế đồng chí Trịnh Quần hay không? Sắp xếp người đi liên lạc đồng chí Xích Đạo. Tôi phán đoán đồng chí Trịnh Quần dù chỉ có một kẻ hở cũng sẽ giao công việc phía sau cho đồng chí Xích Đạo. Ngoài ra, nghĩ đủ mọi cách cứu đồng chí Trịnh Quần ra. Rõ thủ trưởng. Mời vào. Đội trưởng Thái, đồng chí Trịnh Quần bị bắt, cấp trên chỉ thị phải bằng mọi giá cứu được cô ấy. Xin cấp trên yên tâm, tôi sẽ tổ chức công tác giải cứu ngay. Vụ án của Trịnh Quần, Tào Thuận lát nữa sẽ phối hợp với tôi thẩm vấn. Phía trên đang đòi gấp khẩu cung. Kẻ cầm đầu tình báo đảng Cộng sản bị bắt, chắc chắn phía dưới sẽ rối loạn, thế nào cũng vội gửi tín hiệu cầu cứu. Trưởng ban Trang, lúc này phải chú ý kỹ tất cả tín hiệu vô tuyến trong thành, giờ là cơ hội rất tốt. Rõ. Vậy chúng ta bắt đầu. Nhớ kỹ, đánh đòn tâm lý là trên hết. Mấy cô cộng sản lúc trước Mã Ngũ bắt, dùng cực hình mà không ai mở miệng ra. Thẩm Khiết bị Quỷ Dung vẫn không đầu hàng. Với chú Bảy này, tôi nghĩ dùng cực hình là vô ích. Đây chính là chỗ mình thất bại. Cực hình là cực hình. Đảng Cộng sản không sợ chết mà sợ cực hình sao? Cô gái xinh đẹp như vậy lại bị Quỷ Dung, chỉ có thể là tên khốn Mã Ngũ mới làm ra được chuyện này. Tôi không tài nào hiểu được. Người xuất thân dòng dõi quân nhân như là Trịnh Quần, đại tiểu thư được đi du học chẳng lo cái ăn cái mặc, sao cuối cùng lại là đặc công của Cộng sản, nằm vùng ở Cao Phủ, làm mấy chuyện dơ bẩn nặng nhọc, cam tâm là một người ở như vậy? Tôi thật sự không biết đảng Cộng sản có phép thuật gì mà có thể biến một đại tiểu thư thành một đặc công giỏi nhẫn nhịn, một lòng trung thành, thậm chí trở thành người hầu. Nếu như không có ảnh làm chứng cứ thì tôi nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ ra chị ta chính là chú Bảy, cũng không bao giờ bắt được chị ta. Chắc chắn lúc du học Pháp, cô ta bị ảnh hưởng bởi tư tưởng chủ nghĩa Cộng sản đó, cho nên lầm đường lạc lối. Người trẻ tuổi mà, cậu và tôi cùng đi gặp cô ta.
Chào Trình tiểu thư. Sao đây? Sống ở đây có quen không? Ông đừng tốn công. Đưa tôi tới nhà lao thì hơn đó. Coi Trình tiểu thư nói kìa, cô là một nhân tài hiếm có. Thực ra đảng quốc rất cần cô. Quý viên trưởng đã đặc biệt căn dặn phải chăm lo chu đáo sinh hoạt của cô tử tế. Sao quý viên trưởng tưởng lại xem trọng người bên đảng cộng sản như vậy chứ? Quý viên trưởng luôn giữ thái độ tích cực, đoàn kết kết hợp với đảng cộng sản. Lĩnh giáo rồi. Cô Trịnh Quần đây là con của tướng lĩnh quân quốc dân, vậy thì càng nên được ưu đãi và coi trọng. Cô cứ ở đây nghỉ ngơi vài ngày đi. Nghĩ lại coi, nếu cô chịu hợp tác với cục bảo mật thì sẽ được nhận chức cao. Tôi nghĩ ông đừng nên phí lời với tôi. Tôi sẽ không hợp tác đâu. Thời gian thì rất quý báu, trân trọng là nên rồi. Đời người thì ngắn ngủi. Đội trưởng Tàu, vậy mình để thời gian lại cho Trịnh tiểu thư đi. Các đồng chí, hành động thanh trừng của mình lần này phải mở rộng phạm vi điều tra nghiên cứu, tra xét kỹ đào thật sâu, không bỏ qua cho tên đặc vụ địch nào. Mọi người chia ra hành động. Dân mình có nên tập trung xem hồ sơ của Lưu Phúc Quý không? Tôi luôn nghi ngờ quan hệ yêu đương của anh ta và Quý Mẫn. Tối qua tôi bắt gặp Lưu Phúc Quý, anh ta lại đưa Quý Mẫn đi làm đêm. Kim Bình, sở trưởng Lưu, trễ như vậy rồi, anh đưa bác sĩ Quý làm ca đêm phải không? Phải đó. Con gái sợ tối mà. Con gái đều sợ tối. Lẽ nào mỗi lần đi làm ca đêm là Lưu Phúc Quý đều đưa rước Quý Mẫn? Tôi nghi Lưu Phúc Quý đang yểm hộ cho Quý Mẫn. Tôi lại không tán đồng suy nghĩ của cậu. Sở trưởng Lưu làm việc rất cẩn thận, nhưng sở trưởng Lưu cũng rất đáng tin. Anh ấy là đồng chí lâu năm ở Diên An, không vì tình yêu mà bị biến chất, mất đi tín ngưỡng đâu. Mình tìm sở trưởng Lưu nói chuyện xem. Nếu như có anh ấy giúp, không chừng mình sẽ tóm được đuôi cáo của Quý Mẫn. Nhưng mà dạo này cần chú ý an toàn. Sao vậy? Chỗ mình có nội gián. Vì đặc vụ địch gửi một điện báo mật cho cục bảo mật Trùng Khánh, mà hôm trước một đồng chí từ Diên An tới Trùng Khánh đã gặp nạn, và cả một đồng chí ở Trùng Khánh bị bắt. Hôm trước có chuyện này sao? Cho nên bây giờ chuyện này phải điều tra cho kỹ, phải đào sâu. Phải đào sâu rồi. Đáng hận quá. Đi trước đi. Hồi 10 giờ tôi tới giao ban với bác sĩ Quý rồi. Sao vậy? Cô ấy tan làm không qua chỗ anh sao? Tôi thấy bác sĩ Quý tan làm đã đi ra sau núi. Ra sau núi? Một mình cô ấy ra sau núi làm gì? Chuyện này tôi không biết. Trưởng ban Tôn, sở trưởng Lưu có ở đây không? Dạ không rõ. Được rồi, mọi người làm việc đi. Dạ. Sở trưởng Lưu. Sở trưởng Lưu.
Không thấy người đâu. Thôi chết, có chuyện rồi. Tới bệnh viện đi. Bác sĩ Quý. Lão Lương. Lão Lương, anh làm gì vậy? Cô đã làm gì cô không biết sao? Em đã làm gì chứ? Đặc vụ khốn kiếp. Lão Lương, anh đừng đổ quan cho em. Cô còn muốn ngụy biện sao? Tối hôm kia cô đi gặp ai? Hôm kia sao? Em tới nhà bà con. Cô không hề tới nhà bà con. Không phải, em có. Em ở nhà mà. Lúc anh về em chẳng nấu cơm đó thôi. Quân thống các người dạy cô như vậy sao? Cô mở tủ của tôi, xem tài liệu của tôi. Cô không phát hiện tôi làm dấu ở ngăn tủ sao? Gần đây tôi cảm thấy nghi ngờ. Thì ra cô tiếp cận tôi là có mục đích. Theo tôi tới ban bảo vệ an ninh, khai ra tội trạng của mình đi. Được, Lão Lương, em đi theo anh tới ban bảo vệ an ninh. Đừng động vào. Động vào tôi bắn chết cô. Được. Bên kia, đi. Tiếng súng khi nãy phát ra từ hướng này. Hơi lạ đó, hai tiếng súng cách nhau khá xa, không giống là giao đấu. Ở đây có cả vết máu. Ở đây có cả vết kéo lê. Mọi người có nhớ lúc trước bọn anh gặp nạn, sát hại chiến sĩ, cũng bị dời tới ngõ sau bệnh viện hay không? Xem ra là họ cũng có một thói quen giấu xác. Mình lần theo vết máu đi. Đi thôi. Bên này. Bên này. Bên này nè. Ở đây. Sở trưởng Lưu, Quý Mẫn, cả hai đều chết hết rồi. Mọi người xem, vết chém cắt đứt ngang cổ họng. Vết chém ngọt như vậy, hung khí chắc chắn là dao phẫu thuật. Tay của Quý Mẫn đang cầm dao phẫu thuật. Nhưng tôi cho rằng Quý Mẫn chết bởi phát súng ngay ngực. Tay của Lưu Phúc Quý cầm khẩu súng. Xét theo tình hình ở hiện trường, chắc là sở trưởng Lưu đã phát hiện Quý Mẫn là đặc vụ. Sau đó hai người đã vật lộn kịch liệt, cuối cùng là cùng chết với nhau. Nhưng suy đoán từ bước chân phát hiện bên ngoài lúc nãy, chắc là có 4-5 người. Còn nếu xét về dấu kéo lê, thì hiện trường Quý Mẫn bị giết đầu tiên không phải ở đây, mà là ở ngoài nhà hầm. Tôi nghĩ cô phân tích rất đúng.
Giấu xác là thủ đoạn họ quen dùng. Nếu mình mà không tới kịp, chắc chắn họ sẽ phi tan. Nhìn dấu vết của Lưu Phú Quý, hung thủ là Quý Mẫn. Cô ta là cáo đỏ 111. Lý do Bội Anh vô tình tiết lộ với tôi, người phát chỉ lệnh cho cô ấy còn có cáo đỏ 111. Chắc chắn Quý Mẫn lo Bội Anh khai ra cô ta, cho nên đã giết hại Bội Anh ở bệnh viện và hai chiến sĩ. Tôi nghĩ có thể là Lưu Phúc Quý bị Quý Mẫn lừa, cực kỳ hối hận, cho nên muốn tìm cô ta trước chúng ta, thậm chí là muốn giết cô ta, nhưng không ngờ lại bị giết ngược lại. Được, lão Lương, em theo anh tới ban bảo vệ an ninh. Chết chém có vẻ là một nhát chí mạng, nên tôi cho rằng Lưu Phúc Quý sau khi bị chém một nhát chí mạng thì không thể bắn chết Quý Mẫn, và chắc chắn là kẻ khác giết chết Quý Mẫn. Theo tin mình đang nắm, đặc vụ quân thống được cử qua sớm nhất có biệt hiệu cáo đỏ 24, chắc là cấp trên của Quý Mẫn. Lúc đó để diệt khẩu, Quý Mẫn giết Thạch Bội Anh, mà Quý Mẫn bị lộ thì rất có thể bị cáo đỏ 24 diệt khẩu. Lần này cô lập công lớn cho đảng quốc. Cục phó Mao Nhân Phượng đích thân gọi điện khen thưởng, thăng lên quân hàm thượng tá. Nhưng mà cô đã bị lộ, không thể giữ cô lại nữa. Đưa súng cho tôi. Rút. Cáo đỏ 24 vì giết chết Quý Mẫn diệt khẩu mà cuối cùng cũng lòi đuôi cáo. Để tôi xử lý. Nào, cẩn thận một chút. Từ từ thôi. Tôi có một thắc mắc. Thắc mắc, sao đặc vụ địch lại biết Quý Mẫn bị lộ chứ? Với lại Lý Kim Bình vừa dò xét Lưu Phúc Quý chưa bao lâu mà chúng đã biết ngay, lập tức ra tay. Cô nghi Lý Kim Bình sao? Tôi dám đảm bảo Lý Kim Bình không có vấn đề. Ý tôi không phải như vậy. Tôi cũng nghĩ chắc Kim Bình không có vấn đề. Đáng lẽ tin này chỉ có thể truyền ra từ nội bộ ban bảo vệ an ninh. Tôi nghĩ tôi biết vấn đề ở đâu rồi. Ở đâu? Đi, mình về thôi. Trịnh tiểu thư, ở đây có quen không? Ăn uống không quen hay là ở không quen? Đi. Cô suy nghĩ tới đâu rồi? Tôi nghĩ xong lâu rồi mà. Giống như lúc đầu đã nói, tôi tuyệt đối không hợp tác với các người đâu. Cô đừng có u mê như vậy nữa. Sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn đó. Thái độ của tôi cũng rất rõ ràng.